Hello chào bác bà. À con chào các ông bà, con ăn kẹo. Em kêu nó hello với em đi, rồi chào ông bà đi, rồi mẹ cho ăn cục kẹo. Nó hello ông bà, nó ăn kẹo. Hello Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay em làm chuẩn bị một món ăn để gia đình em ăn cơm trưa. Em thì những món đơn giản thôi cả nhà. Bữa nay em mua thịt về kho, thịt ba gọi về kho trứng cút, với ăn rau ngổ xào. Cái bữa rau ngổ cha chồng em cắt lên cho em đó, quá trời luôn. Rồi bây giờ là phải lấy rau ngổ xào tỏi nha cả nhà. Rau ngổ thì xào tỏi, còn thịt ba gọi thì em kho trứng. Bữa nay có cái gì lấy không ra hả? Bữa nay đâu rồi? Bữa nay có ông chồng em ở nhà, ông chồng em đảm nhiệm là sắt thịt cả nhà. Bữa nay ông hồi đấy ông làm phụ cho. Đây, bữa nay được bữa cơm nhà cho chồng em ông phụ nè. Ông chồng bà chưa? Ủa, con ăn kẹo đó hả? Bà. À, đây, cả nhà ơi. Đó, chồng em thì sắt, sáng em mua 1 kg mấy thịt bà gọi nè. Anh, chào cả nhà không? Quay vào đây nó chói nắng, nó tối thui rồi cả nhà. Đó, chồng em thì ông sắt thịt cho em. Rồi còn em thì sẵn chuẩn bị đang đâm nè cả nhà. Em có ớt thịt đó, là em có tỏi nè, hành với trái ớt, sáng mua trái ớt. Và ở đây thì trứng cút nè, em mua 100 trứng cút và một thau rau ngổ còn nữa cả nhà. Nhưng mà có thể là em ăn, nhà em có hai vợ chồng em ăn rau thì chắc nhiêu đây là chắc lặt ra nữa thì còn nhiêu đó ăn đủ ăn rồi. Em có mua sẵn trái dừa ở đây là để hồi kho thịt nha cả nhà. Đó, bây giờ bắt tay vô ớt thịt cả nhà. Em cho đường vô nha cả nhà. Trời ơi, máy bay nó bay nè. Muốn thì em cho ít thôi cả nhà. Mẹ ngồi cho kẹo. À, con cần một cái cho kẹo hả? Đây. Hành tím với tỏi thì em bỏ lên đây luôn. Trái ớt nó dài quá em sẽ sắc nó ra cả nhà. Cho đâm vô cho chuột nó ăn nó không cay. Đây. Em có cái chài đâm tiêu cả nhà. Ê, dạ, cái chài đâm tiêu bỏ bên nhà bên kia. Bây giờ em sẽ đâm bằng cái cán dao cả nhà. Có hổm em đem mà bỏ nên làm gì á, cái em đem cái chài không. Em đâm cho nó nhuyễn ra, đặng em ớt với thịt nha cả nhà. Chồng em bấm rửa thịt xong rồi đó. Em đâm rồi xong rồi nè cả nhà, nó em đâm nó nhuyễn rồi đó cả nhà. Bây giờ em lấy thịt lên em ớt nha cả nhà. Đây cả nhà, thịt chồng em bấm rửa xong rồi đây cả nhà. Bên dưới này em cũng đã đâm xong rồi, giờ em bỏ vô em ớt cả nhà ơi. Em bỏ hết cái vị nãy em đâm đó, em bỏ vô đây em ớt. Ớt khoảng cho nó 15 phút đi rồi em đi đổ vô em kho nha cả nhà. Em cho thêm xíu nước mắm, nãy em cho xíu muối rồi cả nhà. Ớt cái màu này, có trái ớt này vô cái màu nó thịt nó đỏ nó đẹp cả nhà. Thịt thì em không có trụng cả nhà, em không có trụng sơn. Đó, giờ xong. Em để đây khoảng 15 phút đi nha cả nhà. Chuột. Chuột đang làm gì chuột? Đang làm gì? Nói ông bà cô chú nghe coi. Đang coi điện thoại, tối ngày là để cái điện thoại cho nó làm im gì nè, đang em mới làm được cả nhà. Bột
về mấy cái món này là em mê lắm luôn đó cả nhà. Mà có cái gì dướng đi công chuyện không, không có thời gian để ăn. Lúc nào hai vòng về cái đầu cũng đắp hết trơn. Về cái đắp có ăn được gì đâu. Về rồi là miễn mở trên đây về tranh thủ về là đi công chuyện không đó cả nhà. Công việc ở trên đây thì chồng em cũng không có bỏ được lâu. Đi về được bữa hai bữa nhắn dính ra đi công chuyện xong rồi về nó đâu có thời gian đâu ăn. Nhiều món ngon ở dưới quê lắm nhưng mà con cái không có thời gian để ăn cả nhà. Đi xong à. Em tính mua thịt bò về em xào vô ổ nè. Mà em nói là thịt bò xào vô ổ thì cái đầu chuột không có gì nó ăn, chuột nó ăn. Chuột nó chỉ có ăn có cái được cái thịt kho, cả nhà cá kho, thịt kho mà ăn thịt mỡ thôi, nó không ăn thịt nữa, nó ăn mỡ thôi mà. Xào mỡ. Rồi thịt kho với trứng cút với trứng thì nó còn ăn được, cái trứng trứng miếng. Rồi bởi vì đâu có ấy gì đâu, thấy thì thôi nhớ rồi thôi mua thịt về kho trứng đi rồi mua thịt về kho trứng, còn em với ổng thì ăn rau ngổ xào. Rau ngổ thì cha ổng cắt em lên cho mang cả tầng luôn. Ổng cắt hôm qua cho hai bọc chà bá luôn cả nhà. Ngày qua cho đọt bọc gì bả nó xong rồi tới đâu tới chừng chiều em đâu để ý đâu. Tới tối nó lại nó xong em lấy một bự mà lấy bọc nhỏ đó để một bự này tao ăn sao hết thôi, có nhiêu đó đem thì đắng còn cho cũng năn nỉ người ta lấy. Nghe em á. Mà cha còn đồ cắt nữa đó. Cha còn đồ cắt thêm bọc nữa đi. Chứ nó chạy mà tao ăn ngã nào. Bố con lấy kìa. Thôi bố cũng lấy con chút bà. Bà cũng lấy, bà lấy cái đủ à. Bà ăn, bà cũng đâu có nhiều đâu. Dễ quá, bà đâu có ăn nhiều đâu. Được vậy à. Sáng giờ chạy được mấy chiếc hàng hả? Hai chiếc à? Ủa rồi đổ, ông đổ 2 chiếc sao chạy 2 chiếc à? 5 chiếc hay không đổ nữa? Đấy, chị đến 7 đi. Ủa anh không ngắt lá bớt hả? Ngắt lá không ngon. Lá không ngon hả? Lá nhanh như người. Cái nào lá sâu ngắt thôi. Đó, giờ em nhờ chồng em chặt em trái dừa nó đổ qua đây cả nhà, đổ bắt lên đặng kho thịt. Nó ngon đâu. Ủa, nó bung nước. Ơi. Ơi, cha đương chặt dừa. Kho thịt, kho trứng, ăn không? Ăn. Ăn hả? Bỏ vô. Bỏ vô. Cái dừa này nước nhiều không biết nữa. Dạ vô. Ít xịu hả? Bà nói nước nhiều lắm đó. Tôi nói bà bán rồi coi cái trái nào nước nhiều đó bà lấy cho tôi, bà lấy đó chứ em lấy đâu. Cũng được. Không cũng được nè. Được đó cả nhà, nó nhiều nước trái dừa nhiều nước trời chảy lồng lồng đó, bây giờ em sẽ đi bắt lên cả nhà, bắt lên cho chồng em bắt lên luôn rồi bật bếp lên, bây giờ em sẽ đợi cho nó sôi cái nước dừa này lên nè cả nhà, rồi xong em mới đổ cái thịt này vô. Trứng cút thì em cũng đã luộc xong rồi đó cả nhà, bắt đầu giờ quay lại tới em đi, đi lột nè. Đây giờ anh đây nắp lại, anh đây nắp lại, em kêu chồng em lắc nó lắc gì này, đậy nắp lại lắc đó cả nhà. Rồi cái đầu cái trứng cút đó, nó bể hết đó, nó bể cái vỏ hết đó, mình dễ lột lắm cả nhà, nó cái vỏ nó mềm đó, mình dễ lột đó. Rồi anh bơm nước cho anh rửa lại đi cho nó ra cái lấy ra đi, rồi cái đầu mình hết đem lên mình lột nó bí quyết. Bí quyết lột trứng cho nhanh, rồi có cái trứng nào nó bể rồi kìa nó ra chứ. Nãy anh không lụm trứng bể ra. Nãy có hai cái trứng bể. Bỏ nước vô dễ lột anh. Chuột ao. Đây. Cái nhà chồng em lắc một cái đây nè, nó ra luôn rồi nè cả nhà. Ôm lum ra. Nó bung ra luôn. Có những trứng nó dễ là nó bung ra luôn. Rồi bắt đầu giờ hai chồng em lột tiếp cả nhà. Cái nồi nước dừa. Cái em nó sôi rồi cả nhà. Em sẽ thả thịt vô. Yeah.
em để đây cho nó sôi lên, cái đầu em đứng em hốc và hớt bọt nha cả nhà, cho nó thiệt sôi lên cái đầu hớt bọt đó. Giờ ra đây lột trứng phụ với chồng em cả nhà. Bữa nay nhà hên có ổng nhà ổng phụ em. Đập cái vỏ nó mềm rồi, cái đầu cái cả nhà lắc thì cái vỏ nó mềm, bung ra nó mình nắm mình xay nó cái là nó nhanh lắm, lột nhanh lắm. Cái này là bí quyết của mấy cô ở ngoài chợ mà bán mà trứng cút mà luộc sẵn á cả nhà, bà chỉ á. Lúc trước là đi bán số á, cái là bà chỉ á. Nè con đó ngủ. Lột cái trứng nó đẹp, nó không có bể nữa. Mẹ ơi. Con chó nó ngủ hả? Thì con để cho con chó nó ngủ đi. Đây, cả nhà ơi, cái chồng em ông xào xào rau ngổ nha cả nhà. Không có ngon đâu. Không ngon thì đừng có ăn. Dở gẩu lên, nó văng, nó mở lên, nó gỗ hết trơn rồi. Rồi. Thả trứng vô luôn anh, xào xong rồi cái đầu quay lại em thả trứng vô luôn nha cả nhà. Xào trước đi, em xào trước luôn đi. À, lớn kìa. Anh bỏ hạt nêm vô vừa đó. Nhỏ qua em ăn nêm, em xào bỏ hạt nêm vừa. Cho mà muốn hạt nêm vô. Nhảy vô hồi chấm với rau là vừa, khỏi đêm gì hết. Trộn lại cho nó đều đi, thả trứng vô cái đi anh. Cho rau nó xèo đi, thả trứng vô. Nó văng nha, văng nha. Em mua. Đó, một nồi trứng. Nồi trứng luôn. Mấy đứa con em nó mê ăn trứng cút hơn cả nhà, rồi em mua thịt về em kho trứng cút, em sắc thì cũng cục nhỏ nhỏ thôi chứ không sắc bự. Rồi để cho nó thấm cái nữa đi rồi thưởng thức cả nhà chứ nó chưa có mềm hung. Bên này thì nồi xào chồng em ông sơ đây rồi bắt đầu chín là thưởng thức coi nghe cả nhà. Em đi dọn chén thôi. Đây cả nhà ơi, đơn giản thịt kho trứng cút và rau ngổ xào rồi gia đình em á nha, em mời cả nhà ăn thưởng thức với gia đình em nha. Rồi, mấy con không lấy đũa đi mấy con. Chuột thì cha được, còn đương đút cơm rồi cả nhà. Chuột là công tử à. Chuột công tử đó là ngồi bấm điện thoại bắt cha đút cơm. Cũng vậy à. Thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Chấp miếng rau ngổ. Chấm cái. Đứng chiếc đũa hả? Thôi mời cả nhà cùng dùng cơm bữa trưa cả nhà ơi. Rồi mấy cục thịt, rồi mấy cục mỡ cần chuột, chuột ăn mỡ rồi. Cho chuột xúc lên, nó không nói cho chuột ngồi giữa đi hả? Ngồi gì chặt quá. Ngồi giữa ha. Chuột ngồi giữa với mẹ nè. Ngồi đây luôn. Phải không? Cho mẹ ly nước, mẹ uống tráng miệng cho mẹ ăn cơm. Thầy mời tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn với cơm với gia đình em nha cả nhà. Bữa nay ăn đơn giản chỉ có nguyên gia đình em là cả nhà. Ngồi hút lại đây, ngồi hút lại chồng hút cơm con. Thật cũng mềm nữa.
trứng cút nó dễ ăn hơn, nó nhỏ nhỏ vừa ăn hơn, ăn cũng được. Ăn miếng bự nè, mở đây hả? Chê nữa. Em múc cái nước thịt kho để riêng cho ăn chén này, chấm ớt vô đây nè cả nhà. Ăn chén cay còn để trong cái tô thì không có chấm ớt. Rút thấm chưa? Trứng cút chưa thấm không ta? Em bút thêm tôm nữa. Rồi đến là gấp gấp không? Em bút thêm á. Thôi chết. Dì hơi luôn mẹ. Ủa con thôi luôn hả? Con thôi. Trời, Vinh thôi luôn hả? Trời ơi. Ăn gì mà lẹ vậy? Anh đi múc thêm nữa nó thôi chờ hai đứa con thôi chờ cả nhà. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Sếp cũng cần cúng thêm chưa? Chụp nữa không con? Chụp thôi nữa hả chị? Chụp nó vậy đó. Mà thôi lâu lâu đút luôn cũng cái nè. À, mới một chén cơm mới còn thôi hết à. Ủa đứa mấy chén mà thôi nhanh lắm.
cơm bằng rau. Lâu lâu ăn cơm ngon không? Không? Cả nhà. Ngổ cam nó cầm chú ơi. Ở trên này ít ai bán không? Có bán. Ngổ này không ngon. Có bán nhưng mà lâu lâu mới thấy cả nhà. Dạ. Này ngon rồi ha. Ừ. Ở dưới cha ăn hoài, ngon. Hai chồng làm hết dưới rau luôn con. Thịt thì nó mới vừa mềm nữa nè, cho mềm không? Tiểu hành lại nữa là mềm. Chưa rượu. Ừ, chưa rượu. Thôi hả? Thôi thì cái bếp luôn đi, thôi cái bếp luôn đi. Em còn ăn miếng nữa đâu không nhỉ? Thôi, nhảy về. Thôi cả nhà ơi, clip em còn ăn còn ngồi còn ăn lâu lắm cả nhà. Thôi em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã yêu thương và ủng hộ em nha cả nhà. Ai mới đến kênh em thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nữa nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em bye bye.